Hoàng Mạnh Trương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng huyện ủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Tiến Sương, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Quang Bình đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn và đồng chí chủ nhiệm Hội Câu lạc bộ Tiến bộ tổ 4 thị trấn Yên Bình cũng đến dự đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu có lãnh đạo cơ quan phụ trách xã trường Trung học phổ thông xã Xuân Giang đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đến dự xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Thị Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đến dự có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, trưởng công an xã, các đồng chí bí thư chi bộ, đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã, câu lạc bộ, thôn trang, thôn trung, trung tâm học tập cộng đồng, văn hóa xã, và đặc biệt có các thành viên của câu lạc bộ, liên thế hệ văn minh thôn Kiêu đã có mặt đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Mặt ban tổ chức sau đây tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang, số 55 QĐ-UBND, Xuân Giang ngày 16 tháng 3 năm 2023, quyết định về việc thành lập câu lạc bộ liên thế hệ văn minh thôn Kiêu xã Xuân Giang. Nhiệm vụ của các thành viên câu lạc bộ do chủ nhiệm câu lạc bộ phân công. Nhiệm kỳ hoạt động của câu lạc bộ là 2,5 năm trên nhiệm kỳ. Điều 3, văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Hội người cao tuổi và các ban ngành có liên quan, ban chủ nhiệm và các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ văn minh thôn Kiêu căn cứ quyết định thi hành thay mặt Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Giang đã ký lý văn 3. Thực hiện tốt nghị quyết số 27 của tỉnh Hà Giang và chương trình hành động của huyện Cao Bình. Các việc triển khai về việc thực hiện xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030. Thực hiện kế hoạch số 01
Cho mục tiêu để thành lập là câu lạc bộ.